Với chủ đề chung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững, ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện. Phát biểu tại lễ phát động, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cho biết, cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp chỉ thị số 20 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 tới mọi tầng lớp, mọi người dân trong toàn xã hội. Thông qua cuộc thi, Bộ Công Thương mong muốn sẽ lựa chọn được biểu tượng và khẩu hiệu thể hiện tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm điện đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các tác phẩm tham dự cần thể hiện được xu hướng tiết kiệm điện, hướng đến tiêu chí bền vững và thân thiện, đồng thời đạt được những yêu cầu về thiết kế như thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được nét truyền thống kết hợp với xu thế hiện đại và hội nhập.